Năng lượng dần cạn kiệt và tác động của suất dự Champions League ấn tượng mùa trước ngày càng trở nên rõ ràng hơn, khiến cho Newcastle đang có khởi đầu không được như kỳ vọng ở mùa giải năm nay. Nguy hiểm là đoàn quân của huấn luyện viên Eddie Howe thua cả đôi đường. Chính trẻ đứng cuối bảng Champions League và đứng trước nguy cơ bị loại. Trong khi đó thì ở đấu trường trong nước, Newcastle hiện xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 20 điểm, kém top 4 tới 6 điểm. Đội bóng của Eddie Howe đã chơi 4 trận vào cuối tuần sau các trận đấu ở Champions League và đã đánh mất điểm ở 3 trận trong số đó. Tại Wolves, họ may mắn thoát chết với 1 điểm. Ở West Ham cũng vậy, mặc dù đối thủ của họ trông có vẻ cũng mệt mỏi không kém sau khi phải thi đấu vào giữa tuần. Tại Bournemouth ở vòng đấu gần nhất, Newcastle thua 0-2 và Nick Pope là cầu thủ xuất sắc nhất của họ. Nếu như không có những pha phản xạ xuất thần của thủ môn người Anh, chính trẻ thậm chí có thể phải nhận thêm trận thua đậm hơn nữa. Việc gia tăng nhanh chóng các trận đấu giữa tuần và việc thiếu thời gian hồi phục sau đó rõ ràng đã khiến cho Newcastle gặp khó, đồng thời dẫn đến một cuộc khủng hoảng chấn thương ở đội bóng này. Chính trẻ vắng tới 9 cầu thủ quan trọng ở trận gặp Bournemouth. Không những thế thì việc Miguel Amiron dính chấn thương không lâu sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên khiến cho Newcastle không có cầu thủ tấn công nổi bật nào ở thi đấu ở trận đấu ấy, khiến cho họ nhận thất bại với tỷ số 0-2. Vấn đề lớn nhất của đội bóng vùng Đông Bắc lúc này nằm ở đầu ra bàn thắng. Dù Newcastle đã ghi tới 27 bàn tại Premier League mùa này, nhiều thứ hai giải đấu chỉ sau Man City, nhưng giờ đây thì những cái tên nổi bật ở tuyến đầu lần lượt phải làm quen với bệnh viện. Callum Wilson buộc phải vắng mặt trong trận thua 0-2 trước Bournemouth ở Premier League tại vòng 12. Anh đã bị loại khỏi danh sách thi đấu sau khi dính chấn thương gân khuèo trong trận đấu lượt đi tại Champions League với Borussia Dortmund. Chấn thương này khiến cho Wilson sẽ bỏ lỡ cơ hội thi đấu cho tuyển Anh trong những loạt trận vòng loại Euro. Chân sút của Newcastle đã có được 7 bàn kể từ đầu mùa và đã được tưởng thưởng khi có tên trên đội tuyển. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cho Wilson phải bỏ dở tất cả. Chân sút này có vẻ sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến tháng 12 vì vấn đề gân khuèo. Theo The Telegraph, Wilson sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 6 tuần sau khi kết quả chụp chiếu cho thấy vấn đề của anh gặp phải nghiêm trọng hơn dự kiến. Bên cạnh Callum Wilson, chân sút còn lại của Newcastle là Alexander Isak thậm chí đã gặp phải chấn thương trước đó. Tiền đạo người Thụy Điển gặp vết đau ở đùi và chưa rõ thời gian sẽ quay trở lại. Kể từ khi chuyển tới đội bóng vùng Đông Bắc, Isak đã có nhiều trận đấu bùng nổ, nhưng quãng thời gian anh vắng mặt vì chấn thương cũng nhiều không kém. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng là đội quân của huấn luyện viên Eddie Howe sẽ cần phải mua thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ngoài những cái tên trên hàng công, thời gian tới thì Newcastle sẽ có thể không có sự phục vụ của hai hậu vệ cánh là Dan Burn, đặc biệt là Matt Target, khi cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu cho tới đầu năm mới. Điều đó cũng đồng nghĩa Lewis Hall sẽ là hậu vệ trái đồng nghĩa duy nhất của chiếc trẻ vào lúc này. Ở những vị trí khác, Newcastle cũng sẽ không có Sven Botman, Elliot Anderson, Harvey Barnes, Jacob Murphy, Javier Manquillo và Sandro Tonali vì những vấn đề khác nhau. Trong danh sách dài đằng đẵng những cầu thủ đang vắng mặt kể trên của đội quân của Eddie Howe, có thể thấy xuất hiện nhiều những cầu thủ hàng phòng ngự. Điều này cũng đặt lên nghi vấn rằng đội bóng này sẽ phòng ngự như thế nào quãng thời gian sắp tới. Thì như chúng ta đã biết, ở mùa giải năm ngoái, Newcastle có một trong những hàng thủ tốt nhất giải đấu, nhưng bước sang mùa này, mọi thứ đã dần thay đổi. Chiếc trẻ đã để thủng lưới tới 13 bàn sau 12 vòng đấu, có nghĩa trung bình họ nhận nhiều hơn một bàn thua mỗi trận. Trong bối cảnh mà nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự vắng mặt, khung thành của Nick Pope hứa hẹn sẽ có nhiều vấn đề hơn nữa. Ngay sau kỳ nghỉ quốc tế, Newcastle sẽ lại phải đụng độ với đội bóng đang có phong độ cao là Chelsea. Ở hai vòng đấu gần nhất, The Blues đã có những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Đội bóng phía Tây London đánh bại Spurs với tỷ số 4-1 và cầm hòa Man City 4-4. Sau những trận đấu đầu tiên khó nhọc, đoàn quân của Pochettino đang dần vào form với những cầu thủ đạt phong độ cao trong quãng thời gian gần đây. Tài năng trẻ như Cole Palmer đang ngày càng chơi chững chạc và hứa hẹn sẽ trở thành thủ lĩnh của Chelsea trong tương lai. Những cái tên khác như Nicolas Jackson, Sterling cũng đang thi đấu nổi bật không kém. Và đối diện với một Chelsea đang tìm lại chính mình trong bối cảnh có nhiều trụ cột gặp chấn thương, Newcastle được dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn. Nhiều khả năng nếu muốn tìm lại mạch thắng, đoàn quân của Eddie Howe sẽ cần phải nỗ lực tối đa để có thể vượt qua nghịch cảnh. Còn nếu để tình trạng phong độ phô phu kéo dài, chiếc trẻ hoàn toàn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Và đến đây thì clip ngày hôm nay của Các Cộng Sport cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.